Hôm nay thầy cho mình sang cái bài số 4 là tính các nguyên hàm có liên quan đến nguyên hàm từng phần. Thì trong cái bài này thì dạng này chúng ta thấy là liên quan đến cái nguyên hàm từng phần kết hợp với đổi biến số. Thì, thì chúng ta sẽ chuyển thành cái dạng tức là chúng ta phải xử lý đổi biến số trước, sau đó chúng ta chuyển thành nguyên hàm từng phần. Ok, ta sẽ đi vào cái IA bài 4 IA. Nguyên hàm E căn x X. rồi đây chúng ta sẽ đặt t bằng căn x nên ta sẽ bình phương lên t bình bằng x và ta vi phân 2 t dt thì bằng dx rồi có hết rồi chúng ta sẽ có y bằng ở đây chúng ta sẽ có là gì e mũ t nhân với dx bằng 2t dt tức là 2 hay đây thì 2 tờ Với t dt rồi đây chúng ta sẽ sử dụng nguyên hàm từng phần à, tiếp tục ta sẽ đặt gì ta sử dụng uh, nhất lô nhì đa tam lượng từ mũ đấy đúng không thế ta ở đây có đa thức thì chúng ta đặt u bằng bằng t chưa? rồi à. Uh, TV thì bằng E mũ T DT luôn hai là hệ số thì chúng ta bằng hai ra ngoài này đó E mũ T nhân với T, DT cái này thì dễ rồi đúng không nhỉ ta sẽ từ đấy chúng ta tính ra DU thì bằng DT còn V thì lúc này chúng ta sẽ có là bằng E mũ T rồi từ đây chúng ta sẽ có Y bằng y bằng đây nhân 2 chúng ta chụp có 2 này, 2 này, nhân với mở ngoặc này. U nhân với V tức là T nhân với E mũ T trừ V đu trừ đi E mũ T đi T. Còn đây chúng ta xong rồi. Bằng 2. T nhân với E mũ T rồi trừ đi E mũ T cộng C. Đó. Thế là xong. Thay T bằng à, T bằng căn x vào đây. Và chúng ta sẽ bằng 2 nhân với căn x e mũ can x trừ đi e mũ can x cộng c chúng ta có thể nhóm can x ra ngoài. Đó. Thế trong trường hợp mà à, chúng ta làm từng phần là như vậy. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng phương pháp à, cột hay mũ cột đấy, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ làm rất là nhanh chỗ này thôi, thầy này nhắc lại cái phương pháp đối với hàm mũ và hàm đa thức chúng ta thế. Ở đây thì nhất lô thì bên này chúng ta sẽ đạo hàm đạo hàm cái này là nguyên hàm rồi đạo hàm thì chúng ta có cái gì có t nguyên hàm là em mũ t rồi chúng ta đã hàm thôi tính thôi t thì đến đây chúng ta sẽ là có một đó đây là nguyên hàm thì vẫn là em mũ t rồi đạo hàm này về không chỗ này nguyên hàm là gì vẫn là em mũ t rồi chúng ta đừng chéo thôi nên là cộng và đây là trừ như vậy thì ta sẽ có ngay là kết quả nó chính là t nhân với e mũ t trừ đi e mũ t đó cộng với c đương nhiên chỗ này nhân với 2 vì nó hệ số 2 đúng không nhân với hai đó ok Đấy, kết quả là như vậy rất là nhanh thôi đây e của ta như vậy tiếp tục sang ib y bằng lấy px chia cho căn x Đây. ở đây ta đặt t bằng căn x và ta sẽ có t bình bằng x Đây, tiếp tục là 2 t dt bằng dx là xong rồi rồi nó thay vào thôi x thì bằng t bình vậy từ đấy tôi sẽ có y bằng Alipe của T bình phương chia cho T rồi nhân với 2 T T T nó sẽ bằng hai đưa ra ngoài có hai đưa ra ngoài T là dương rồi hai đưa ra ngoài thì hai thì T T hết vậy chúng ta sẽ có bốn lipe T T T đó đến đây ta đặt nhất lô nhì đa vậy thì trong trường hợp này ta sẽ thứ tự ưu tiên chúng ta sẽ đặt DP của T là U. Vậy thì U bằng DP T. Thế còn DV bằng DT. Và từ đây chúng ta sẽ có DU bằng đạo hàm này chính là một trên T nhân với DT hay là DT trên T. Còn đây là V thì bằng T. Rồi từ đây thì ta suy ra y bằng đây có 4 đúng không 4 nhân với u nhân v u v tức là t tpt rồi trừ vdu trừ đi nhân này hết rồi đúng không còn đi t thôi đó và bằng 4 t lpt trừ t cộng c đó Ok Thế đây là chúng ta sẽ làm theo phương pháp Đây gọi là phương pháp từng phần mà chúng ta làm theo đúng bài bản Đấy. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp uh, Mũ cột Đó chưa Đây cũng thế thôi Đạo hàm Đây là nguyên hàm rồi, ok. À cũng thế thôi, đạo hàm là nhất lô, lô thì phiên đạo hàm chúng ta sẽ có. À ở đây, ta làm phía sau này thôi nhá. 4 thì tính nhân cả với 4, được chưa nhỉ? Đó. Chúng ta có LIPET. Bên đây là gì? 1, đúng không? 1. Đó. Rồi thứ nhất là ta sẽ đạo hàm này đạo hàm này sinh là một trên t nguyên hàm này là t đó đến đây là ta tiếp tục đi mà đạo hàm tiếp thì chúng ta thấy là khả năng để về không thì rất là khó do đó thì chúng ta sẽ làm bước phụ chúng ta tưởng tượng đây chúng ta gần như là chúng ta cái bước mà ta nhân vào chúng ta nhìn đây này bước vào nhân này t nhân với dt trên t đó chúng ta phải nhân bước phụ nhân vào đây thì chúng ta sẽ nhân tức là ta rút gọn hai biểu thức này nhân nhau để đưa vào một cái cái nguyên hàm giống như nguyên hàm mới đúng không đây chúng ta nhìn này giống giống như nhân u nhân với à, v nhân du đấy đây chính là v nhân du đấy kiểu như vậy nhân với nhau thì ta sẽ được làm mấy là một đúng không là một đấy một trên t nhân với t nó là một à, vậy thì chúng ta sẽ viết ở cái hàng này đây một cái hàng phụ hàng phụ đó hàng phụ này đó, nhân với nhau là một thì ở cái hàng phụ này vì là một nó hàng số thì là một thì bằng 1 nhân 1 rồi ta tách lên là số 1 và định là số 1 đó và tiếp tục ta tiến hành à ta tiến hành ở hàng này đạo, lại đạo hàm thì đạo hàm chỗ này nó bằng không đó đạo hàm bằng không nguyên hàm thằng này thì nó là t rồi, đến hàng không rồi thì ta dừng lại. Còn nếu như ta nguyên tạo hàm thằng này nữa thì không bao giờ về không được đúng không? Vì chúng ta thì nhìn này, đấy, đây chúng ta ở đây. Vậy thì à, hàng thì hàng phụ, hàng phụ chúng ta sẽ ở đây chúng ta nhìn lại đây là chính này. Dòng chính đúng không? hàng chính này. Chính. À, chỗ này thì coi như là một một cái kết hợp với nhau. Một cái hàng trong cái phần của cột. Vậy thì chúng ta ở chỗ này, chúng ta đây là cộng. Cộng này và đây. Để trừ Đó. Vậy kết quả này, chúng ta thấy này kết quả. À chúng ta sẽ có T nhân này T trên Vinly Đó. Rồi trừ đi chỗ này 1 nhân với T là trừ T. Đó. Ok, đương nhiên là cộng C. Cái này chúng ta có 4 thì chúng ta phải nhân 4 vào đây. Đấy, ok chưa? Đó đây cách gì? À muốn cột đối với hàm à, là như vậy rồi chúng ta xong cái ib chúng ta sang ic y bằng xin của can x thế đây cũng vậy thôi trước tiên ta thì à, đổi biến đặt t bằng căn x bình phương lên t bình thì bằng x rồi vi phân 2t dt thì bằng dx vào đây ta có y bằng 2 à. ra ngoài đi nhở 2t sin t dt rồi ok nên đây thì chúng ta nhất lô nhì đa tam lượng tứ mũ vậy ta vẫn đặt u bằng t và dv thì bằng sin t dt rồi từ đây chúng ta sẽ có du bằng dt v thì bằng a à, nguyên hàm của sin thì ra trừ cốt đó trừ cốt trừ cốt t rồi ok và chúng ta sẽ có y bằng hai ra ngoài này đây là hai này được chưa u nhân với v u nhân v ở đây chính là trừ t, cot t, rồi trừ VDU chỉ trừ, trừ thành cộng, cot t, tt, và nó sẽ bằng 2 nhân với trừ t, cot t, à cos thì ra sin đúng không, cộng với sin t, cộng c. Ok, truyền à, thống là như vậy. Rồi, tiếp tục sang bên này. À, đạo hàm bên này là đạo hàm Đây là nguyên hàm à, đạo hàm thì chúng ta vẫn là t nguyên hàm vẫn là sin t rồi đạo hàm t là là một đó nguyên hàm là trừ gì trừ cos t trừ cos t đạo hàm là không nguyên hàm của trừ cos thì sẽ ra gì? sin đó, Trừ xin được chưa nhỉ? Ok, thế thôi, đừng chéo. Đây mang dấu cộng. Đây mang dấu trừ. Rồi, vậy ta có y bằng kết quả như nhân 2 đúng không? Vì chúng ta có có hai bên ngoài này. Y bằng 2 nhân với trừ t cos t. Rồi, trừ trừ, trừ trừ thành cộng, cộng với sin t. Cộng C, ok. Đó. Thế là những cái dạng này nếu như mà đơn giản thì chúng ta phải đặt đây chúng ta đặt cái nhìn đây là ta phải xem đặt còn đây chúng ta sẽ làm nhanh nếu làm nhanh trắc nghiệm ta làm nhanh phần này thì khá là ok đó ic như vậy ok chưa tiếp tục id tin căn bậc 3 x dx cũng vậy thôi đặt t bằng căn bậc 3 x mũ 3 lên à, t mũ 3 bằng x y phân 3 t bình dt thì bằng dx rồi nó sẽ có y bằng à, 3 t bình dt thì bằng dx tức là chúng ta có 3 ra ngoài t bình nhân với sin t dt ơi khả năng cái này chúng ta làm này chúng ta phải từng phần hai lần nếu làm truyền thống do đó thầy sẽ làm một cột luôn nhá cho nó nhanh ok rồi à, đạo hàm đạo hàm nguyên hàm đó đạo hàm là t t bình Đấy. sin t à, đạo hàm thì bằng 2 t chỗ nên là hai t à thằng này trừ cos t rồi lại tiếp tục đạo hàm thì chúng ta sẽ có hai đây sẽ là trừ sin t hai là không thì à, nguyên hàm thằng này là trừ sin thì thành cốt đúng không trừ sin thành cốt đó cái thứ nhất đây Chỉ chéo cộng trừ cộng rồi cuối cùng y bằng số 3 ra ngoài này cộng này đây chính là trừ t bình cos t rồi trừ trừ thành cộng cộng với 2 t sin t rồi hai t sin t đây này là cộng tiếp hai cos t cộng c đó rất là nhanh ok chưa đấy là ý đây của chúng ta thế còn nếu chúng ta làm theo cách truyền thống ấy chúng ta làm đặt UV chúng ta phải từng phần hai lần tức là chúng ta sẽ sinh ra một cái à, nguyên hàm mà liên quan đến T và cot, T đó T T chính là chỗ này 2 T Cô T này hàng ngang này chúng ta sinh ra cái chính là cái nguyên hàm tiếp đúng không đây là nguyên hàm chúng ta tưởng tượng đây là cái, cái nguyên hàm của chúng ta đang làm đây hàng ngang này chính là nguyên hàm này đây. T bình chia T thì chúng ta sẽ sinh ra thêm một cái nguyên hàm tiếp là 2 t nhân với liên quan đến gì cô t chỗ này này sinh ra một cái nguyên hàm 2 sin t nói chung là dấu đây chúng ta có liên quan dấu nữa nhá và đây là sinh ra nhưng mà nguyên hàm không nhân với cô t đó thì không như cô t thì nó kết thúc ok kết thúc đây người ta lưu ý như vậy đó. hàng ngang này chính là nguyên hàm của nó đấy đang chúng ta đang cần phải tính đó. ok thì đấy là cái, cái d của ta là như vậy tiếp tục sang e Y bằng lipe chữ x, ếch x, x ok 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 thôi t bằng ok thì ok ok ta có ok thì bằng d x và ta sẽ có y bằng. DPT DT rồi đến đây thì hoàn toàn nó giống như là IB thì như thế giống IB đúng không nhỉ? Vẻ thế vậy. Thì đây chúng ta thích thì chúng ta sẽ đặt gì? Đặt U bằng DPT còn DV thì bằng DT. Rồi làm rất là dễ thôi. U thì bằng DT trên T. V thì bằng T. Rồi, ở đây ta sẽ có y bằng à, y bằng u nhân v u nhân v tức là t t rồi trừ v tức là trừ đi t t đấy chúng ta sẽ bằng t t trừ t cộng c rồi cuối cùng ta thay t vào đây là xong thì nhỉ rồi tương tự cái này thì làm mà theo phương pháp À, thì nên làm lại cho chúng ta phương pháp mua cột thì chúng ta quẹt nha. Đạo hàm. Nguyên hàm. Rồi. Đó. Thứ nhất là đạo hàm chúng ta là t Nguyên hàm là 1. Đây là hệ số là 1. Đúng không? Bỏ cái DT đi. Đạo hàm này là 1 trên T nguyên hàm này là t đó nếu đạo hàm tiếp thì không được chúng ta coi như đây là gì đây là một cái sóng phụ nhân với nhau đấy một trên t nhân t đấy giống như là hàng ngang này chúng ta sinh ra một cái vừa rồi thầy nói hàng ngang sinh ra nguyên hàm là một trên t một trên t đúng không nhân với t t t thì nó thành là một đấy. một trên t nhân với t nó sẽ bằng một một này ta tách ra à, tách ra tách ra thì bên này là một 1 bằng 1 x 1 đấy đúng không 1 1 x 1 bên này là một. đó thì một chỗ này là đạo hàm nó là không. tiếp tục này đây thực ra đây là một dòng này chính của nó đấy đây là dòng chính này đó cái còn chỗ này là dòng phụ này. phụ để tách ra này ok chưa đó. thì đạo hàm thằng này là bằng 0 để chúng ta biết kết thúc chỗ nào chỗ này là gì à nguyên hàm nó là T vậy thì chúng ta sẽ có này đây. đây đừng chéo đi qua cái dòng chính này nhé tên dưới thì là cộng và đây đây là trừ đó vậy thì chúng ta sẽ có ngay là gì y bằng t nhân với ly t rồi đây là có dấu trừ đây trừ rồi trừ một nhân t tới trừ t cộng c ok đó chúng ta lưu ý như vậy rồi đấy là e yeah, của chúng ta ok tiếp à, tục sang IF. Y e bằng sin của lp PX. Đấy. À, bài này nếu như mà chúng ta đặt t bằng lp thì chúng ta sẽ không chuyển được dt được. Đúng không? Đó, không chuyển được dt được. Do đó đây là không phải cái dạng mà chúng ta đổi biến xong rồi nguyên hàm từng phần và khả năng đây chính là cái dạng mà à, nguyên hàm quay vòng hay là luân hồi đó khi mà quay vòng ngược lại thì nó sẽ xuất hiện cái thằng y này hay người ta gọi là gì luân hồi đấy đúng không? Đấy. tức là tính một hồi ra thì lại sinh ra cái thằng y này đó và chúng ta xuất hiện cái phương trình chứa y này ok rồi đây chúng ta không đổi biến được nhá đây chúng ta thấy đang đặt nhầm cái cái cái, cái, cái dạng và cái dạng luân hồi thì nó chính là cái dạng bài số 5 mà chúng ta sẽ làm sau cái bài số 4 này. Đó, rồi thôi, nó nằm ở bài số 4 này, thì thầy thầy có coi như là à, lối tiếp luôn cái dạng luân hồi của bài số 5, à, bài số 5 ở phía dưới. Ok. Thế thì à, ở đây, là ta vẫn đặt y bằng này, sin, đó là chính đây, nguyên hàm của sin dx Thì cũng trước, trước tiên là chúng ta cứ tính phần, từng phần nó sẽ sinh ra, đúng không? Từng phần luôn, và không phải đổi biến trước đúng không tất cả đây chúng ta đổi biến xong từng phần bây ta cứ từng phần à, vì đây là dạng luân hồi mà người ta sẽ đặt này à ở đây u bằng xin lip x còn dv thì bằng dx rồi đó thì lúc này chúng ta sẽ có du chúng ta đạo hàm này đạo hàm của sin lpx tức là sin u chúng ta nhớ đạo hàm sin u phải thì bằng u phải nhân với cos u đúng không trong trường hợp này u chính là lpx lpx phải là thành một trên x hay là bằng một trên x đúng không một trên x Thì cốt của lpx dx về hay là một trên x. Đã hàm sin ra cốt mà cốt của lê Px. nhân với dx rồi ok. V này Nên là bằng gì? bằng x đó. Và bây ta sẽ có y bằng u nhân v nhân vào u nhân v x nhân với sin của lê Px. rồi. Rồi trừ VDU, trừ VDU trừ đi, x, x hết. Cốt của LPX Để x Rồi. Đến đây thì chúng ta thấy dạng nó lại giống cái thằng y này. Đây chẳng qua là cốt với sin thôi, đúng không? Cốt sin mà. Thì chúng ta sẽ này gì? Lại coi như thằng này là y1 đi, đúng không? y1 đi. y1 bằng đây. Nguyên hàm cốt LPX DX Ok chưa? Đó. Thì ở đây chúng ta lại đặt đặt gì? À, chúng ta đã đặt U bằng U1 đi nhỉ? Đấy, đặt U1 thì bằng cốt của LPX và DV1 thì bằng DX. Và wow, chúng ta làm tương tự. DU1 bằng đạo hàm thôi, đúng không nhỉ? Cốt U thì phải thì bằng U phẩy nhân với trừ sin U, tức là trừ U phẩy này sin U, đúng không? Đấy. Cốt thì đạo hàm ra trừ sin mà, đúng không? Rồi, ok, sin đạo hàm ra cốt như cốt đạo hàm ra trừ sin. Thì chúng ta sẽ có là ở đây chúng ta sẽ trừ 1 trên x. Trừ 1 x. Rồi sin lipe còn v1 là bằng x đó từ đây chúng ta suy ra y1 bằng u nhân v x nhân với cos lpx rồi trừ v đu trừ trừ thành cộng cộng với là sin lpx dx đó Thế đến đây chúng ta thấy này à, SIN của LPX, DX Nó lại quay về cái thằng này rồi à, Luân hồi nó lại quay về cái Cái biểu thức Mà chúng ta cần tính à, Hay nói khác là thằng này chính là gì Nếu à, biểu thức thay vào Thì chúng ta sẽ X, đấy chính là bằng X Cốt LPX Cộng với Y đấy chính Y của biểu thức ta, đúng không Và từ đấy chúng ta suy ra y này bằng này đây y bằng đây ta nhìn biểu thức trên y bằng này y bằng x sin của lpx trừ đi y một đây chính là trừ y một đây đúng không bằng x nhân với sin lpx trừ y 1 đó được chưa người ta thay vào thôi bằng x này à, sin lpx -I1 trừ y1 trừ y1 tức là y1 đây thành trừ x cốt của lp x đây trừ y1 trừ trừ y trừ y đó vậy từ đây chúng ta sẽ làm sao à chúng ta sẽ có chuyển vế sang thì chúng ta sẽ tương đương với 2y bằng x sin lp x trừ đi x cốt lê PX. rồi và nhóm x ra ngoài ta rút ra y thôi đây rút ra y đây nhóm x ra ngoài thì ta có x trên hai trong còn tin của lê PX. trừ cốt lê PX. cộng c đó kết quả chúng ta như vậy Thế tóm lại là làm khá là lằng nhằng đúng không đấy và wow. hai bước rồi cái dạng này thì chúng ta có thể mua cột được không được đã lưu ý nha à, Thầy sẽ hướng dẫn cái dạng này một cột chúng ta xem thế nào Ok thì, à, chúng ta ở đây chúng ta cũng đạo hàm không nguyên hàm đạo hàm thì giống như là U nguyên hàm chính là DV của chúng ta họ đã tưởng tượng như vậy. rồi thứ nhất là chúng ta sẽ có sin, dpx bên này nó chính là một. rồi chúng ta sẽ đây, dòng thứ nhất đây, hay hàng thứ nhất đây, xong. Hàng thứ hai là chúng ta thực hiện là đạo hàm. Đạo hàm thì chúng ta biết đạo hàm rồi, đúng không? Đây chính là 1 x. cốt của LPX. Đây là nguyên hàm là chúng ta gì? Là có x. Đó. Và tương tự giống như đã liên quan về nếu như ta cứ đạo hàm thằng này thì sẽ không bao giờ về không được. Đúng không? Không bao giờ về không được. Do đó thì sẽ sẽ không ổn, do đó thực hiện, tức là chúng ta giống như đây là một thực hiện bước đệm là ta tính cái, lại đây giống như là chúng ta nhớ đây, đây là là một cái nguyên hàm nhé, nhân sang ngang là nguyên hàm đúng không? thì ta giống như cái việc ta sẽ nhân sang ngang cái hàng này, đó, nhân sang hàng hàng này để ta thực hiện tiếp một cái vòng nữa, một cái vòng đạo hàm nguyên hàm nữa, thì đây giống như là cái bước phụ thôi, bước phụ, đó, thì nhân vào với nhau thì ta xuất hiện là xx hết là có cốt x nếu nhân vào chúng ta sẽ đây coi như nháp đây là cốt của lipx đó phải nhân với bên này đấy đúng không thì chúng ta đây là giống như một cái nguyên hàm cốt lipx nhân với dx đấy thì nó giống như là sin lipx dx đây thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ đặt là gì à thằng này chuyển bên này đây chính là cốt của lipx đó vẫn là cái hàng thứ hai này nha bên này vẫn là một tách ra chúng ta nhìn thấy bạn rồi ok sau đó thì ta lại thực hiện thực hiện chỗ này chỗ này lại đạo hàm chỗ này lại nguyên hàm tiếp đó chưa đó bây giờ ta lại đạo hàm đạo hàm thằng này thì chúng ta sẽ là trừ một trên x sin của ln x nguyên hàm đây thì nó là x ok cũng như vậy và chúng ta sẽ nhân vào để nó sẽ xuất hiện gì một okay, cái nguyên hàm mới nhân vào thì chúng ta lại có một cái biểu thức khi nhân vào nhân vào thì chúng ta xuất hiện là chỗ này sẽ là trừ sin của lipx. đó trừ sin lipx thì chúng ta sẽ chỗ này chúng ta sẽ có trừ sin của lipx. chỗ này là một thì chúng ta thấy này Nhìn cái hàng này Hai hàng CinePX1 hoặc là trừ CinePX1 Thì chúng ta nhìn này Về cơ bản hai cái hàng này nó giống nhau Tức là chúng ta đã lặp lại nguyên hàm Vì Chúng ta nhớ nhé Nếu như nhân ngang này Nó chính là nguyên hàm đấy Đúng không? Nếu nhân ngang này Chúng ta nhân hàng ngang của nó Nhân hàng ngang của nó Thì đây này Nếu nhân hàng ngang Thì đây chính là nguyên hàm của Sin CinePX Cái này thì chính là nguyên hàm này Thế cái này chính là nguyên hàm này, đó, đây, nguyên hàm, cái chính là nó đây này, đấy, để tức hai thằng này giống nhau, tức là thằng này, trừ nguyên hàm của Tin lê x, vậy thì lặp lại này, lặp lại này, ta nhìn lặp lại, đó, luân hồi, lại, thì đến đây ta dừng, để dừng, lặp lại là ta dừng lại, đấy, dừng kết thúc, đó, luân hồi chúng ta đến đây kết thúc, ok chưa? Đó. kết thúc thì chúng ta sẽ như thế nào à, đường chéo thứ nhất là đương nhiên này đường chéo rồi nó Đó. Thì mang dấu cộng tiếp tục này qua thằng này đúng không đây đường dấu chấm chấm này bỏ qua nhá nhớ đi qua cái này đây là dấu trừ đó và sang đây là dấu cộng đây chúng ta nhân này kết thúc mà đến đây là phải kết thúc ở đây thì chúng ta sẽ là đi dấu cộng. Vậy chúng ta sẽ có sau này? Y bằng y bằng là x sin của ln x. Chờ rồi đây chúng ta đây đây nó trừ đúng không? Trừ trừ đi x đi đây cos ln x rồi chỗ này nhân với nhau thì chính nguyên hàm đúng không? Cộng cộng với trừ thành trừ nguyên hàm của LPX. Đấy, ok. Đó. Thực chất thằng này nó chính là y của chúng ta. Chuyển vế sang thì ta có 2y bằng x ra ngoài đây, x ra ngoài đây. tin của LPX. trừ đi cốt ph đó và đương nhiên chia ra thì ta có y bằng x trên hai à, nhân cả cái cụm này đó, cộng với c Thế nói tóm lại là trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái 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 um, bảng này à, hay là gọi là cột đấy đúng không cột thì chúng ta thấy khá là nhanh nhanh hơn và chúng ta bớt trình bày thì thôi còn bản chất của nó thì chúng ta nhớ này nhân hàng ngang nhân hàng ngang này thì chính xác nó chính là nguyên hàm đấy nhân hàng ngang nguyên hàm ra đây đó. thì mỗi cái nguyên hàm này lại được xử lý tiếp theo ở bước tiếp theo đó được từ xử lý ở bước tiếp theo nó giống như này thôi đúng không mỗi một cái nàng này là sinh ra một cái nguyên hàm cho bao giờ để đến gì đến cuối cùng để mà lặp lại thì là hai cái số này lặp lại thì nó gọi là luân hồi đó tức là cái thằng đầu tiên sinh ra quay một vòng lại sinh ra cái thằng cuối cùng này nó giống thằng đầu tiên được gọi là luân hồi đó thế còn nếu như cuối cùng này nó bằng không tức là kết thúc Để kết thúc là đến đoạn đấy người ta phải tính xong. ok đó đây là cách mà chúng ta à, xử lý liên quan đến cột Rồi. cái là cái bài số 4. à nguyên hàm từng phần kết hợp với là đổi biến số à, tuy nhiên cái ép trong cái bài này thì nó chính là Nguyên Hàm Luân Hồi thì chúng ta chú ý giúp thầy ok, Đã bài 4 chúng ta kết thúc đây